nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một cái loại thuốc nhằm cho nó ngọt trái, bóng trái đẹp, sáng trái. Thì hiện tại mình đang ở cái khu vực mà vườn quýt của mình sắp thu hoạch, thì còn khoảng độ khoảng là 5 ngày nữa là mình sẽ cắt. Thì đến nay là cái quýt mình đã ăn được nhưng mà nó chưa có ngọt mấy. Thì mọi người thấy đây, như những cái trái này đây là nó đã chín rồi, nhưng mà ăn thì có cái hậu lớn thì nó không được ngọt nhiều lắm. Và bây giờ mình sẽ tiến hành hái một trái, mình lột cho mọi người xem. Như mình có nói là cái khu vực ở mình ở đây là khu vực Định Quán, Đồng Nai, là họ làm vườn thì nó hay bị chai sượng cái muối. Thì mình riêng mình làm thì mình tin tưởng rằng là nó không bị chai sượng cái muối đó. Mình xài tất cả những loại phân, loại thuốc nó đúng theo cái quy trình. Thì mình sẽ hái một trái và mình lọc mọi người xem. Đây, vườn này nó chưa có trái, cái trái nó chưa có được chín đều, mình phải đi lựa cái trái nào ăn được mình lột mọi người xem luôn. Đây nha mọi người, thì đây là cái cây này đã lên da lương da đẹp, thì mình sẽ hái một trái để mình lột cho mọi người xem. Thì đây là mình sẽ hái cái trái quýt này. Cái quýt nó lên da màu đẹp. Mọi người thấy là mình xài cái phân, cái thuốc của mình đó, là nó sẽ sáng trái vậy, bóng đẹp, đều trái. Mọi người thấy là trên cây hầu như là không phải mình lựa để mình quay, mà hầu như là trái nào như thế nào, bóng đẹp hết. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình lột cái trái quýt này cho mọi người xem. Mọi người xem đây, thì cái trái quýt của mình á, lột ra thì nó cái đầu nó vàng ươm, nó giống của miền Tây chứ nó không có giống như những cái vườn ở đây. Mọi người coi là nó hầu như là nó nước, nó mọng nước. Còn những cái vườn ở đây là họ làm, họ không có đi phân đúng cách, là nó sẽ bị chai cái đầu này. Đây là cái đầu cuống, nó sẽ bị chai đi. Còn mình đây là không có. Mọi người thấy là nó đã vàng như vậy, nhưng mà thật sự nó chưa có được ngọt lắm. Thì hôm nay là mình xài cái thuốc nó giúp cho nó ngọt trái. Đó là mọi người xem, cố gắng xem hết video thì mình sẽ chốt lại những cái loại thuốc là loại thuốc nào. Đó, mọi người thấy đó là quýt ăn nó đã có độ ngọt, nhưng mà thật sự nó chưa có ngọt lắm, nó ngọt theo kiểu mà nó không có được thanh lắm. Chính vì vậy mình sẽ sử dụng những loại thuốc sau đây. Thì bây giờ mình sẽ đi vào trong cái bồn thuốc xịt để mình cho mọi người xem. Đây là tất cả những cái loại thuốc mình đang sử dụng để mình xịt cho cái đợt cuối cùng này để mình thu hoạch trái. Thì cái loại thứ nhất là HLC16 của công ty HLC Hà Nội. Đó là cái này là giúp cho nó bóng sáng trái, đẹp trái, bóng trái. Cái thứ hai đó là siêu kali. Cái này thì giúp cho nó ngọt trái. Đó, cái thứ ba nữa là thằng cũng dạng kali trắng, là K2SO4 của Aginel, thì nó giúp chắc trái, ngọt trái. Chắc trái là nó làm cho cái trái chúng ta nặng hơn. Cái thứ tư nữa là Rodcare,
nó làm cho cái bộ rễ của cái cây chúng ta phát triển mạnh hơn, để nhằm cho chúng ta phục vụ cho cái đợt trái của mùa vụ tiếp theo. Thì chúc mọi người áp dụng theo những cái bài thuốc của mình và có được một cái thành công, có được một cái vụ mùa thật bội thu, được trúng giá, được mùa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Chúc mọi người có một cái mùa dịch thật sự an toàn và đầy đủ sức khỏe bên gia đình mình. Chào tạm biệt mọi người.